mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi dạ tiệc gây quỹ của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa được tổ chức tại thành phố Westminster, miền Nam California. Và sau khi giới thiệu tập thể hậu duệ cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Viện Bảo tàng là phần ngỏ lời của bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã được thành lập vào ngày 30 tháng 4 năm nay bởi một nhóm hậu duệ vì yêu bộ quân phục và màu cờ của cha ông. Chúng tôi đã ngồi xuống để làm việc với nhau. Viện Bảo tàng có 3 mục đích chính. Mục đích thứ nhất là để tôn vinh những người lính Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu và hy sinh cho miền Nam tự do. Mục đích thứ hai là để bảo tồn các di sản và các kỷ vật quý báu của họ. Mục đích thứ ba là để truyền lại cái lịch sử hào hùng, lịch sử trung thực cho các thế hệ sau và để sửa lại những điều gì đã biết sai lầm và không công bằng về người lính Việt Nam Cộng hòa. Kế đến là phần báo cáo tài chính của dược sĩ Kiên Nguyễn, Phó Chủ tịch Viện Bảo tàng Lịch sử. Số tiền thu được của các thành viên, các bảo trợ và các khách đến thăm là 21.047. Số tiền trả cho mọi chi phí là 19.340. Số tiền còn lại là 1.706 đồng. Viện Bảo tàng là một tổ chức bất thu lợi, non-profit organization, nên mọi sự đóng góp đều có thể được tiền thuế. Những kỷ vật giao lại sẽ được dự kỷ và trưng bày theo lịch trình. Số tiền quyên góp sẽ được dùng để giảm tranh chi phí hoạt động bây giờ và trong tương lai. Hậu duệ rất mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các nhà sưu tầm và các cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa. Quý vị có thể đóng góp bằng chi phiếu gửi về cho hậu duệ Việt Nam Cộng hòa. Địa chỉ là 9842 Buxa Avenue, Suite 106, Westminster 92683. Số điện thoại là 714-418-9640. Tiếp theo, bác sĩ Quân Nhất Trí đã lên nói về hoạt động của Viện Bảo tàng. Ngoài việc đón nhận những kỷ vật của người chiến sĩ, còn tiếp nhận những câu chuyện về người lính Việt Nam Cộng hòa. Trong cái Viện Bảo tàng đó, thì ở trên bàn mọi người có một cái tài liệu quảng cáo chúng tôi đã để là Plan Museum Project. Thì tôi chỉ muốn đưa lên vài điều tiêu biểu thôi. Tất nhiên là cái phần mà để Family Collection and Legacy, tất nhiên là cái bộ sưu tập gia đình và di sản tặng cho Viện Bảo tàng. Quý người trong gia đình có thể chúng ta có thể nhận, Viện Bảo tàng có thể nhận được những cái hiện vật, vật dụng và cá nhân như đồng phục, huy chương, giấy chứng nhận, tạp chí, thư từ, hình ảnh, vân vân. Những vật này sẽ được sưu tập và để giữ lại rồi để trình bày trong Viện Bảo tàng lúc sau. Tất cả những cái quà tặng mà đến cho Viện Bảo tàng sẽ được trừ thuế vì chúng ta có cái non-profit organization status. Cái sự hoạt động thứ hai mà chúng tôi thấy là sẽ giúp đạt được cái mục tiêu của Viện Bảo tàng là sự ghi chép lịch sử truyền miệng. Vì những cựu chiến binh nay đã là những bậc lão thành và những kỷ niệm của họ đã phai mờ dần với thời gian. Nay chúng tôi muốn thu tập lại những để bảo tồn lịch sử văn hóa của Việt Nam. Những mẫu chuyện thật có tính cách lịch sử được ghi và lưu giữ lại để kỷ niệm một thời tuổi trẻ trong quân lực. Đó là những thành quả kinh nghiệm trao lại cho thế hệ sau.
dự án tập trung cụ thể vào lịch sử Việt Nam Cộng Hòa thời tiền từ 1955 tới 1975 với mục đích ghi nhận lại cho những mẫu chuyện những cái mẫu chuyện mà chưa biết đến. Sau đó là phát biểu của cựu Trung tướng Nguyễn Bảo Trị. Bác trước đâu có dịp thăm viện bảo tàng thì tôi thấy viện bảo tàng ở một địa điểm khiêm nhường. Nếu so với cái thành phần của ban quản trị thì chúng ta có thể có những nơi khang trang đẹp đẽ hơn, nhưng mà tôi thích cái địa điểm đó là bởi vì chúng ta khởi sự từ cái nhỏ nhất, từ cái ít, cái bé nhất, nhưng mà chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó để nó thành ra một cái địa điểm tốt đẹp hơn với những các cái di vật và các cái tàng thư quý giá mà dần dần chúng ta không giữ lại thì nó sẽ mai một đi. Vì thế cho nên tôi xin tất cả quý vị và tất cả anh em thiên hữu, mọi người đều có góp, nếu không có tiền tài thì bằng những các di vật của chúng ta hãy còn bất cứ đâu đây. Riêng tôi sẽ biếu viện bảo tàng Bộ Quân sự Việt Nam Cộng Hòa đã ấn hành trước năm 1975. Và tôi cũng xin tất cả các vị hội trưởng các hội đoàn nên có những các cái tiểu sử của mình, của đơn vị của mình, của cái hội của mình để ở viện bảo tàng. Vì trong dịp chuyến thăm vừa qua tôi thấy có đầy đủ tất cả các huy hiệu, nhưng mà dưới các huy hiệu đó không có dấu vết gì gia phả của cái hội đoàn, của cái binh chủng của mình. Kế đến là phát biểu của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư lệnh Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị ghi trong các ban chấp hành, trong các ban tổ chức, tôi thấy những cái bác sĩ, kỹ sư, luật sư quý đó chứng tỏ rằng là anh chị đã thành công trong cái đường học vấn. Nhưng bây giờ các anh chị chúng tôi đấy thấy vui hơn nữa là thấy rằng là anh chị còn nghĩ đến cha anh ngày xưa trong quân đội. Đặc biệt tôi rất sung sướng nhìn thấy cái chữ tập thể hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin thành thực mừng cho quý anh chị và mong rằng là cái việc bảo tàng chúng ta sẽ thành công nhiều hơn nữa. Và cuối tháng này tôi có dịp sang Úc Châu nói chuyện với một số anh chị đang trẻ bên đó, tôi sẽ mang tin mừng này đến cho họ và nói là anh chị đang bên này đã đứng vào nhau thành lập và có những cái tự chủ nhớ lại cái vinh danh quân lực của Việt Nam mong rằng là sẽ truyền rất hết cho người khác. Tiếp theo là phát biểu của cựu thiếu tướng James Com. Ông đã ca ngợi những việc làm của Ban chấp hành Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sau đó ông đã tặng một huân chương cho bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Chủ tịch Viện Bảo tàng Lịch sử. Ladies and gentlemen, I am also the state chairman appointed for the 3 years to support the 58,000 National Guard and reserves of the Marines, Navy, Air Force, Coast Guard here in California. And I get the honor of bestowing a special medal that we have struck that recognizes excellence and integrity. It recognizes individuals that have demonstrated a capacity to move beyond themselves to support our community in a way that supports our entire veteran population. So at this time, please join me in recognizing him with the Medal of Excellence from the Chairman of the Employer Support to the Guard and Reserve. In normal, humble fashion, he says, we are a team, we work as a team, we receive a recognition as a team. But I can't give your entire team the award, so you're going to have to live with the fact that you're president, okay? Kính thưa quý khán thính giả, buổi dạ tiệc gây quỹ của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau đó, chương trình đã được tiếp nối với phần văn nghệ và phần đấu giá cũng như phần xổ số gây quỹ.
Và nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết hay đóng góp, xin vào website rvnhs.com hay liên lạc qua số điện thoại 714-418-9640, 714-418-9640. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.